may. Không đi cam pin nữa mà đi săn may ở đèo May Lộc Thành. Không biết hôm nay có may để săn không nữa nè. Không có, đang nói chuyện. Săn may xong rồi đi ngắm hoa dã quỳ. Xem kìa, mặt trời lú lú lên đó, nhìn ánh sáng đẹp phải không? May quá trời. Còn dưới đây là thung lũng đó, đổ đèo xuống nè đó, ta đứng lại ta chụp hình quá trời. Đi rồi, ánh mặt trời xuyên qua cái dãy núi nè. Hy vọng là Lộc Thành có mây để mà săn. Còn khoảng 30 cây nữa tới rồi, hy vọng kịp. Thôi, tiếp tục lên đường. Ồ, đường nó sụp xuống rồi. Vậy sao chạy? Người ta chạy được, mình chạy được. Xe nhỏ chạy được nữa. Trời, sập sập thêm quá đường này. Đi bộ qua nha, đi bộ qua. Có. Giờ ta ra mình thì vô sân bay sắp trễ rồi mọi người. Có dốc mà. Dốc khủng khiếp thiệt chứ.
dốc khá là cao luôn, rất là cao, không phải khá nữa. Wow, mấy quán cà phê trên đỉnh núi luôn, quá xá đẹp luôn. Mọi người có view coi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi trong đây có quán cà phê nào không? Chiêu chiêu chút xíu thôi. Wow, đây. Trong kia có rẫy cà phê. Dốc cao xuống ớn, ớn ăn. Xe du lịch lên cũng khá nhiều. À, rồi hết mây rồi, phải lên sớm nửa tiếng nữa là mây bạc ngàn luôn, mây cuồn cuộn luôn. Rồi xe hư. Hai chiếc bị lấp bê hay gì á. Wow, còn cái dốc nè. Cái dốc gọi là dốc 45 độ luôn. Còn cua nữa chứ. Dốc mà còn cua nữa. Tôi nghĩ như có ăn cà lột được. Chờ nhìn xuống nhìn đẹp ghê. Cà phê bậc thang. Khách hồn chưa? Chớm nụ nhìn cũng đẹp lắm. Gần tới hoa anh đào nữa rồi.
dám vượt mọi người. Phải đường thẳng thấy mới dám vượt. Đó, thấy chưa? Đường vào là thung lũng hoa giả quỳ hả? Ô, ta thu hoạch cải. Quảng trường thành phố Đà Lạt, đối diện là hồ Xuân Hương. Rồi, ăn bánh mì nghỉ ngơi chút xíu rồi chị. Xe đậu đây. Cay quá. Đỡ đớp rồi.